Vâng, tiếp tục là cái chiếc xe thứ hai trong ngày được tiến đến để tiến hành sử dụng cái dịch vụ đó là phủ ceramic trên chiếc xe, trên bề mặt sơn của xe. Thì cái chiếc xe buổi này là cái chiếc xe buổi sáng nay em có nói, qua trên video buổi sáng nay thì anh em có đến để phủ ceramic cũng là của Ceramic GB của Mỹ nhá. Đấy, chiều nay thì cái chiếc Yaris Cross này thì cũng mới lấy được có khoảng hơn một tháng thôi, thì anh cũng qua đây để tiến hành phủ luôn cái ceramic để bảo vệ cái mặt sơn. Cái tác dụng của ceramic là gì? Như bình thường anh em đỗ xe này, anh em có thể nhìn thấy là bụi bẩn bám rất là nhiều. Đấy, còn sau khi anh em phủ ceramic rồi nó sẽ tạo cho anh em một cái hiệu ứng lá sen. Thì khi mà anh em rửa này hoặc đi trên đường này nó sẽ đỡ bám bụi bẩn hơn, và cái việc chăm sóc cho anh em sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và thứ hai là cái xe màu trắng này sẽ rất dễ đổi ngả màu theo thời gian sử dụng. Thì anh em phủ một bộ lớp ceramic lên trên bề mặt sơn này thì nó sẽ chống lại được cái phần tác nhân của môi trường, giúp bảo vệ cái bề mặt sơn tốt hơn, chống bám bụi tốt hơn này. Đấy. Và cái chiếc xe này thì có qua bên em và có tiến hành phủ thêm phủ gầm nữa để bảo vệ cái nguyên cái phần gầm xe, để cho gầm xe chúng ta không bị mọt, không bị mục. Đấy. Và với cái môi trường của khí hậu của Việt Nam thì cái thật sự bây giờ nó rất khắc nghiệt, nên anh em chăm sóc xe, anh em mà cứ chăm sóc được càng tốt thì cái xe của mình càng đẹp và bóng anh em nhá. Còn muốn chăm sóc xe thì đến đâu ạ? Đến ngay Akala Thái Nguyên anh em nhé.